days are cold without you. Hurry while I'm with you. My heart could take no more. I keep on running back to you. My days are cold without you. Hello, 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 hello. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lúc mà mình đang thu âm cái clip này thì trời ở bên ngoài đang mưa. Mặc dù đóng cửa rồi nhưng mà chắc là vẫn có những cái tạp âm khó nghe nhá. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm clip review cho các bạn những cái dụng cụ mà mình hay sử dụng. Và các bạn nên sử dụng khi bắt đầu một cuốn journal cho riêng mình. Tất cả những thông tin về dụng cụ ngày hôm nay mình đều chia sẻ dưới phương diện cá nhân thôi. Còn lại thực ra là tùy sở thích của mọi người. Nếu các bạn chưa xem clip dụng cụ phần 1 thì hãy click link phía trên nhé. Và mình chia dụng cụ làm bullet journal ra 3 loại. Đấy là sổ, bút và những thứ khác. Để trả lời cho câu hỏi muôn thuở là nên dùng loại sổ nào, thực ra có rất là nhiều loại sổ, nhưng mà đầu tiên mình sẽ nhắc đến cái loại giấy trước. Thì giấy có rất nhiều loại, giấy kẻ ngang, giấy trơn, giấy ô vuông, rồi giấy chấm ly. Nhưng mà cái loại giấy chấm ly là cái loại mình khuyên các bạn nên sử dụng. Lý do vì sao, cụ thể như thế nào thì mình đã trải nghiệm tất cả các loại giấy rồi, và cuối cùng thì mình cũng lựa chọn sổ chấm ly. Các bạn có thể đọc thêm bài viết của mình ở phía dưới lý do vì sao mình lựa chọn sổ chấm ly cho riêng mình. Vậy hiện nay thì trên thế giới thì các blogger về bullet journal họ hay sử dụng sổ chấm ly nhất. Và một cái sổ chấm ly sẽ trông như thế này đây, trang của nó như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh hai brand sổ chấm ly lớn nhất hiện nay tại Việt Nam nhé. Ra nói lớn nhất hay không lớn nhất Việt Nam thì cũng không đúng lắm. Bởi thực ra đây là hai cái mình thấy phổ biến nhất. Thực ra dùng cái từ phổ biến nó hợp hơn. Vâng, xin chào mình, thí sinh đầu tiên của chúng ta đấy là Crabit. Vâng, Crabit thì mình đã sử dụng rất là nhiều rồi, 4-5 cuốn gì đấy sau một thời gian khá là lâu. Và mình thấy Crabit là một hãng đáng sử dụng, giá cả phải chăng, chất lượng khá là tốt. Brand thứ hai là Dotgrid. Dotgrid cũng có sổ chấm dot. Sổ chấm dot của Dotgrid thì giá đắt hơn, nhưng mà cũng có design khá lạ mắt. Nhưng mà cái mình khá là không thích đấy là size của nó còn bé hơn cả A5 cơ. Nhưng mà các bạn cũng có thể trải nghiệm cái sổ của Dotgrid, bởi vì mình thấy design và chất lượng giấy có vẻ cũng tốt. Các shop này thì chắc chắn là người ta có ship toàn quốc đấy. Các bạn có thể click link, mình sẽ để link ở phía dưới description box. Và thời điểm hiện tại thì mình đã bắt đầu sử dụng một cuốn sổ mới mình order từ Đức về. Cuốn sổ này thực sự là đỉnh của đỉnh luôn, mình sẽ review các bạn sau nhé. Nhưng mà giá cuốn sổ này rất là đắt, nên là mình vẫn gợi ý cho các bạn hai cái brand kia. Những câu hỏi về tại sao mình không dùng sổ còng hay là một số câu hỏi khác thì mình sẽ trả lời ở cuối video hôm nay nhé. Và tiếp theo là một chuỗi anh em họ hàng chủng tộc cô chú dì bác của Miniso. Miniso thực sự là một brand mà mình rất là thích. Mình thấy là những cái sản phẩm của người ta dùng rất là được với cái giá tiền cũng là phải chăng. Và thực ra thì có khá là nhiều bạn hỏi với mình là Miniso không có bán on. Nhưng mà thực sự thì mình cũng không thể nào biết được là ở chỗ của các bạn có những cái loại gì ấy, nên là mình cũng không thể biết được. Nên là cũng rất là thông cảm cho các bạn nếu như các bạn không có những cái loại, những cái cửa hàng mà nó gần với cả mình. Nhưng hãy yên tâm đi, hôm nay trong clip này thì mình cũng sẽ giới thiệu một số những cái shop mua online, hoặc là một số những cái sản phẩm nó đơn giản hơn mà có ở những cái hiệu sách mà phổ biến hơn. Nhưng mà đương nhiên nếu mà những sản phẩm đấy các bạn cũng không thể mua hoặc là không có thì thực sự mình cũng không biết phải làm thế nào. Làm ơn bán on đi Miniso ơi. Đây là tất cả những màu mà mình có ở Miniso, và dòng này là dòng Aquarelle Brush mà mình đã giới thiệu ở rất nhiều video trước đây. Và với dòng này thì bọn mình vừa có thể tô nền ở phía dưới hoặc là dùng bút để viết luôn, bởi vì nó có hai đầu. Và đây là những màu mà mình đã có. Và những cái màu mà nhạt hơn ý, thì mình vẫn thường làm nền ở phía dưới. Những màu đậm hơn thì mình vẫn viết chữ như bình thường, nhưng mà những màu nhạt như những màu này thì mình sẽ làm nền ở phía dưới để viết bút đen lên phía trên, nhìn cũng rất là đẹp. Vẫn tiếp tục là của Miniso, mình sẽ đi từng brand một nhé, kiểu brand Miniso, xong đến brand này cho các bạn dễ theo dõi. Và những cái bút đen mà mình sử dụng của Miniso là 4 cái bút này, 4 bút chính này. Thì mình sẽ test từng loại một và sau đấy sẽ nhận xét và cho điểm từng loại và khuyên các bạn nên mua cái loại nào hơn nhé. Bút này có 2 đầu, viết rất là êm, nét rất là đậm, nhưng mà có một cái điểm yếu của nó đấy là nó sẽ bị dây sang trang phía sau, rất là ghét. Bút này cũng 2 đầu và mình sử dụng trong khá là nhiều clip rồi. Và màu của nó không đậm bằng cái thứ nhất, nhưng mà nó lại không bị in ra phía sau. Mình thấy cái này mình khá là thích. Hai bút sau cùng này thì chỉ là loại một đầu thôi. Và nó cũng chỉ là bút viết bình thường, nét của nó cũng khá là ok và viết khá là trơn. Nhưng mà ở bút thứ 3 thì là nó ngòi giống như kiểu ngòi Thiên Long ấy. Nó kiểu ngòi đấy. Còn bút thứ 4 lại khác, bút thứ 4 lại ngòi của nó như kiểu là ngòi bút lông ấy. Ngòi nó hơi dạ dạ một tí. Nên là nếu mà sổ của bạn mà giấy khá là mỏng thì sẽ dễ bị nhòe. Còn nếu mà giấy như thế này thì viết rất là thích, nó rất là trơn. Sau đây xin phép đến bàn chấm điểm 4 bạn. Ngày hôm nay bạn xin chúc mừng bạn thứ 2 đã giành chiến thắng. Nên mua bạn số 2 nhé. Giá thì đều giống nhau thôi, ở Miniso giá đều 43.000 cho 3 chiếc bút hết. Và cái bước tiếp theo là loại Color Maker của Miniso. Và đây là cái loại mình khuyên các bạn không nên mua. Nó là loại bút có 2 đầu và đúng là các bạn không nên mua cái loại bút này, bởi vì là nó bị in sang phía bên sau rất rõ luôn. Nên là mấy cái mình mua cái này đều về mình cũng không thể dùng được. Sau clip lên kế hoạch tháng 9 để có thể cho năm học mới thì khá là nhiều bạn hỏi về cái bút này. Cái bút này thì mình mua ở zsshop.vn. Và mình cũng có khá là nhiều sản phẩm mua từ zsshop.vn, các bạn có thể mua ở Hàn Quốc nhé. Các bạn có thể xem clip review Koi Sakura của mình ở link phía trên nhé. Và một sản phẩm cũng đến từ zsshop.vn đấy là Oblastic. Cái này thì mình cũng chỉ mua 2 màu để về thử xem nó viết như thế nào thôi, và mình thấy là cũng khá là thích. Có rất nhiều bạn hỏi mình về việc mà bút bị dây sang tờ giấy phía sau. Thực ra cái này thì nó do 2 nguyên nhân. Về cả bút bạn đang sử dụng và cả giấy mà bạn đang dùng. Nếu mà giấy quá mỏng thì đương nhiên là dùng bút nào nó cũng sẽ bị lao ra thôi. Nhưng mà với cả loại giấy dày thì cũng có một số loại bút nó vẫn bị lao ra phía sau. Thì đấy là do các bạn chọn loại bút của mình. Cái Astic này cũng khá là thích và nó không hề bị dây phía sau và có một bộ màu rất là đẹp, rất là nhiều màu luôn. Loại tiếp theo này thì chắc là cũng khá nhiều bạn biết, Outline Calligraphy Pen. Nhưng mà thực sự là nó khó viết kinh khủng khiếp luôn. Cái này mình cũng order từ ZS Shop. Cái ngòi nó rất là hay, nó bẹp ấy, như kiểu mà bút lá tre ngày xưa bọn mình, kiểu đấy. Nhưng mà mình thấy thực sự nó rất là khó viết, chắc là do mình chưa quen. Mình thực sự rất là cố gắng thì mới viết được cái chữ ở trên cuốn sổ, nhưng mà đương nhiên mình sẽ tập luyện nhiều hơn rồi. Mình thấy khá là nhiều vlogger trên thế giới sử dụng cái bút này và các bạn có thể thử nó xem. Tiếp theo đây cũng là sản phẩm mình mua từ zsshop.vn. Đây là loại bút có nhũ và viết được trên tất cả mọi chất liệu. Về cái bút này thì mình cũng muốn mua về để thử xem thế nào. Mình thấy cũng khá là hay, nhưng thực ra là nó viết trên sổ thì nó sẽ bị dây ra phía sau. Đấy là một cái điểm trừ rất là lớn. Nhưng mà thực ra các bạn có thể mua cái bút này để có thể về làm DIY chẳng hạn. Sắp tới trong clip DIY của mình chắc là sẽ xuất hiện cái bút này đấy. Bạn nào thích clip DIY Back to School thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Và có rất nhiều em chia sẻ là em không có nhiều tiền để mua dụng cụ, với cả là ở xa nên không mua được những cái ở thành phố. Thì đây là một trong số những sản phẩm mà mình tìm được ở cửa hàng Phahasa, mình chắc là nhiều tỉnh có. Thì đây là ba sản phẩm mà mình thấy khá là rẻ. Thì có một bộ màu 12 màu và giá chỉ 31.500 thôi. Và hai cái bút của Thiên Long, một cái bút 5.000, nhưng mà chất lượng khá là ổn. Về cái bút Thiên Long màu đen này thì chắc là quá quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Ngày xưa mình cũng rất hay sử dụng cái bút này đấy. Nét bút rất là dễ viết và mình thấy là mình hoàn toàn sử dụng cái bút của Thiên Long cũng rất là tốt, không cần phải mua những cái loại quá xịn đâu. Và đây cũng là một loại nữa của Thiên Long và màu xanh. Thì mình thấy cái trang trí bên ngoài nhìn đẹp nên là mình thử mua về thế nào. Thì nói chung khá là ổn, cái này cũng viết rất là thích. Và tiếp theo là bộ màu 12 màu với giá 31.500 đồng. Quá rẻ. So với cái Koi Sakura thì mình mua với giá 320.000, là gấp 10 lần. Thì mình thấy cái bút này rất là hợp luôn. Bởi vì cái nét bút bé thì các bạn hoàn toàn có thể viết được chữ bé, nhưng mà cũng viết được cả chữ to nữa. Khi mà mình kiểu viết nét thanh nét đậm theo cái clip mà lên kế hoạch tháng 9 vừa rồi mình đã hướng dẫn, mình vẫn ước là giá như tất cả mọi miền trên Tổ quốc đều có thể mua được tất cả mọi sản phẩm như nhau. Nhưng mà thôi, hy vọng là các bạn tìm được cái sản phẩm nó phù hợp với cả bản thân mà có thể tìm được dễ dàng nhé. Baby, I don't know why you wanna do me wrong. See when I'm home. Cũng có một số loại bút khác nữa, nhưng mà mình chỉ review những cái mà nó gần gũi và nó dễ mua nhất với các bạn thôi. Và cái phần này là phần thứ ba, là tất cả những cái đồ khác là đồ trang trí như kiểu sticker, washi tape. Thì thực ra bình thường mình cũng không hay sử dụng lắm. Ngày trước thì mình có rất là hay vẽ, hay sử dụng, nhưng mà sau một thời gian thì cũng không hay sử dụng lắm. Nhưng đương nhiên là vẫn rất nhiều bạn thích những cái hình dán hay là những washi tape, nên mình sẽ để link ở phía dưới những nơi mà các bạn có thể tham khảo để mua nhé. Có khá là nhiều bạn hỏi tại sao mình lại không sử dụng sổ còng, có thể thay giấy và không cần mua sổ mới. Thì thực ra là bản thân mình luôn thích những thứ nó đơn giản, bởi vì sự đơn giản mới có thể giúp cho chúng ta có thể giữ cái thói quen đấy hàng ngày. Chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi rất đơn giản, đấy là nếu mà vừa ghi chép học tập ở trên lớp hàng ngày thì các bạn có sử dụng sổ mà có thể thay giấy như thế này không? Có một điều nữa là cái loại sổ còng này thì giấy nó sẽ dễ bị tuột ra, dễ bị rách ra ngoài. Và nó sẽ tạo cho mình một cái suy nghĩ là nếu mà sai thì có thể xé nó đi. Còn với cuốn sổ bình thường thì bọn mình sẽ cố gắng để không bị sai hơn. Đấy là cái mình thích. Đương nhiên là mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng. Nhưng bản thân mình có một lời khuyên dành cho các bạn. Đấy là chúng ta nên sử dụng bullet journal với mục đích chính của nó là để quản lý bản thân, quản lý thời gian một cách hiệu quả. Việc trang trí là để giúp chúng ta rèn luyện chữ viết này, rèn luyện nét vẽ, và để tạo cảm hứng hơn để chúng ta có thể sử dụng sổ hàng ngày. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là coi cái việc trang trí và vẽ lên hàng đầu, và cho rằng là nếu mình không vẽ đẹp thì mình không được sử dụng bullet journal, như thế là không đúng. Bản thân mình cảm thấy nếu mà bạn vẽ quá cầu kỳ thì sẽ rất là mất thời gian. Mình thì mình có một cuốn vẽ riêng, nó không phải là bullet journal mà nó là một cuốn vẽ riêng, và lúc nào mình có hứng, lúc nào rảnh rỗi thì mình mới vẽ thôi. Và một lời cuối cùng nữa đấy là kể cả các bạn có bút xịn như thế nào, dụng cụ có tốt như thế nào, nhưng mà cuối cùng cái quan trọng nhất đó là cách bạn sử dụng nó như thế nào để phát triển bản thân mình. Video clip hôm nay chỉ là một số những cái chia sẻ nho nhỏ của mình thôi. Nếu có những câu hỏi gì nữa về dụng cụ các bạn có thể comment ở phía dưới nhé. Mình cảm thấy rất vui vì có rất là nhiều bạn đã biết đến và sử dụng bullet journal như một thói quen hàng ngày. Chúc các bạn luôn có những cái động lực tốt để có thể phát triển bản thân mình. Và đừng quên Sun Study luôn đồng hành cùng các bạn.